Vâng, và vườn mai Chất Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà em về một cái lô mai cây rất là cứng nha. Gốc của nó rất là mập và cây rất là già luôn rồi. Cái lô này thì cái này em cấy tầm khoảng hơn 1 năm rồi. Cây nó già rất là cứng luôn nha. Rễ thì vẫn rất là đẹp luôn. Cái gốc của nó thì bằng cái chiếc đũa hết rồi nha. Cây nó cứng nó già cọi luôn. Cái này trồng là không sợ chết luôn nha cả nhà. Và đặc biệt cái lô này rễ em thấy quấn rất là đẹp. Đây là những cây mà em bóp đại nha. Bóp đại thì như thế này đây, nó lòi rễ như thế này ha. Cái này em nhớ là lò xo nè, lò xo có ha. Đây là lò xo nha. Rồi quấn rễ cuộn cục cục như thế này. Đây rồi nó thắt rút như thế này nữa. Nó đủ kiểu lắm nha cả nhà. Em thấy nó đa kiểu luôn á. Còn cái gốc của nó thì rất là mập, cây nó rất là cứng. Cái này trồng là không sợ chết luôn nha. Cái này là có một số cây nó ra nhánh như thế này nè, cả nhà thấy không? Đó, ra nhánh luôn nha. Cây cao tầm khoảng 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang tay của em. Thì 4 gang tay của em chắc tầm khoảng 6 tấc trở lên á, 6 đến 7 tấc gì đó. Em bán cái lô này với giá là 10.000 một cây nha. Đặc biệt là cái lô này có bộ rễ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nó đủ kiểu nha. Em thấy có lò xo luôn. Lò xo cũng có nữa nè. Đó, em thấy nó quấn đủ kiểu nha, đủ kiểu đủ hình hết luôn á. Em ơi cho cả nhà xem đó. Thì cái lô này á thì em cũng đón được tầm khoảng vài trăm cây thôi à. Em bán với giá 10.000 nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chất Chè Bông nha. Đây em thấy có lò xo nữa nha cả nhà. Đó, giá 10.000 một cây nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chất Chè Bông nha. Em ship từ 30 cây trở lên và không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Cây rất là cứng luôn. Đó, cả nhà nhìn cây rất là cứng. Và rễ thì rất là đẹp. Đây, vô tình nhìn thấy những cây nó lòi lên như thế này ha. Rễ rất là đẹp nha. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chất Chè Bông nha. Đây, em thấy có lò xo đây. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, mong được sự ủng hộ của cả nhà nha cả nhà ơi.